Chào mừng tất cả các em học sinh khối lớp 5 của trường tiểu học Lâm Văn Bền đến với tiết giáo dục thể chất tuần 15. Tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu chủ đề đội hình, đội ngũ. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số, tập hợp hàng dọc, giống hàng, điểm số và dàn hàng, dồn hàng. Cùng nhau ôn lại ghi điều, vòng phải, ghi điều, vòng trái và đứng lại. Mục tiêu của tiết học ngày hôm nay đó là các em củng cố và nâng cao kỹ thuật tập hợp hàng ngang, giống hàng, điểm số, tập hợp hàng dọc, giống hàng, điểm số và dàn hàng, dồn hàng và đi điều vòng phải, ghi điều vòng trái và đứng lại. Yêu cầu các em cơ bản đúng động tác và đúng khẩu lệnh. Tuy là tập luyện tại nhà, nhưng các em vẫn luôn tự giác chăm chỉ tập luyện và biết vận dụng các động tác đã học để tập luyện hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe cho chính bản thân mình các em nhé. Cô mời tất cả các em cùng nhau đi vào phần mở đầu. Trước khi chúng ta tham gia tập luyện thể dục thể thao, cô sẽ cùng các em thực hiện một số động tác khởi động để làm nóng cơ, hạn chế xảy ra chấn thương trong suốt quá trình cô trò chúng ta tập luyện các em nhé. Các động tác khởi động bắt đầu. Cô trò chúng ta vừa thực hiện xong các động tác khởi động và bây giờ cô mời các em cùng nhau đi vào phần cơ bản. Ôn lại tập hợp hàng ngang, giống hàng ngang và điểm số hàng ngang. Cô trò chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu tập hợp hàng ngang. Khẩu lệnh tập hợp hàng ngang gồm có hai phần: thành 1, 2, 3 hoặc 4. Hàng ngang tập hợp thành 1, 2, 3 hoặc 4 hàng ngang, đó là dự lệnh và tập hợp là động lệnh và động tác. Sau khẩu lệnh, chỉ huy đứng ngay ngắn, đưa tay trái sang ngang, lòng bàn tay sắp. Tổ trưởng tổ 1 đứng sát vai phải vào ngón tay, chỉ hướng của chỉ huy. Tổ trưởng tổ 2, 3, 4. Lần lượt tập hợp sau tổ trưởng tổ 1 tạo thành đội hình hàng dọc, người nọ cách người kia một cánh tay. Các thành viên của từng tổ lần lượt tập hợp đứng thứ tự từ thấp đến cao phía bên trái tổ trưởng, người nọ cách người kia một khuỷu tay chống hông. Sau khi xác định được vị trí đứng của mình thì các em bỏ tay xuống và đứng nghiêm. Sau đây cô mời các em hãy cùng quan sát video clip và tập luyện theo video clip nhé. Người chỉ huy đưa tay trái sang ngang. Tổ trưởng tổ 1 đứng bên trái, cùng hướng, cách chỉ huy một cánh tay. Tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt tập hợp sau tổ trưởng tổ 1.
các thành viên tập hợp bên trái tổ trưởng tổ mình từ thấp đến cao. Các em vừa xem xong video clip và bây giờ là đến phần tập luyện của cá nhân các em. Các em hãy dừng video lại và tập luyện động tác của người chỉ huy các em nhé. Và bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu động tác giống hàng ngang. Khẩu lệnh: nhìn phải, thẳng. Nhìn phải là dự lệnh và thẳng là động lệnh. Động tác sau khi nghe khẩu lệnh, tổ trưởng tổ 1 đứng nghiêm làm chuẩn. Các thành viên của tổ 1 đánh mặt sang bên phải để giống hàng cho thẳng. Đúng khoảng cách bằng cách chống tay phải vào hông, sau đó tiến hoặc lùi qua phải hoặc qua trái sao cho khuỷu tay phải vừa chạm vào tay trái của bạn đứng kế bên. Thành viên của các tổ 2, 3, 4 không phải quay đầu chết sang phải như tổ 1 mà chỉ đánh mặt nhìn về phía tổ trưởng và các bạn đứng bên phải để giống cho thẳng hàng ngang. Sau đó nhìn bạn đứng phía trước của tổ bạn để giống hàng dọc. Sau khi người chỉ huy thấy các bạn đã giống hàng ngang ngắn rồi thì người chỉ huy sẽ phát khẩu lệnh thôi. Sau đó các thành viên của tổ 1 quay mặt về phía trước, cả lớp về tư thế nghiêm. Và bây giờ cô mời các em chúng ta cùng quan sát video clip sau đây. Giống hàng ngang. Tổ trưởng tổ 1 đứng nghiêm. Các bạn trong tổ đánh mặt sang phải. Giống hàng cho thẳng. Tay phải chống hông sao cho khuỷu tay chạm bạn bên cạnh. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 đưa tay trái chạm vai bạn đứng trước. Đồng thời chỉnh hàng dọc cho thẳng. Động tác tất cả trở về tư thế đứng nghiêm. Các em vừa xem xong video clip và bây giờ là đến phần tập luyện của cá nhân các em. Các em hãy dừng video lại và tập luyện động tác của người chỉ huy các em nhé. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điểm số hàng ngang. Khẩu lệnh. Từng tổ hoặc cả lớp từ 1 đến hết điểm số. Động tác sau khẩu lệnh, từng tổ hoặc đồng loạt lần lượt từ tổ 1 bắt đầu điểm số từ 1 đến hết. Khi điểm số, các em quay mặt sang trái, hô to số của mình, sau đó quay mặt lại về tư thế đứng nghiêm. Em cuối cùng sau khi điểm số của mình xong phải hô hết. Và sau đây, cô mời các em cùng quan sát video clip. Điểm số hàng ngang. Các bạn lần lượt quay mặt sang trái và hô to số của mình rồi trở về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Các em vừa xem xong video clip. Và bây giờ là đến phần tập luyện của cá nhân các em. Các em hãy dừng video lại và tập luyện động tác của người chỉ huy các em nhé. Và bây giờ cô mời tất cả các em sẽ cùng cô ôm lại tập hợp hàng dọc, giống hàng dọc và điểm số hàng dọc. Ôm lại, dàn hàng và dồn hàng. Nhau tìm hiểu tập hợp hàng dọc. Khẩu lệnh tập hợp hàng dọc. Thành 1, 2, 3, 4. Hàng dọc tập hợp. Động tác sau khi
Phát khẩu lệnh thì người chỉ huy, có thể là giáo viên hoặc là lớp trưởng, đứng quay người về phía định cho học sinh tập hợp và đưa tay phải chỉ hướng cho các em tập hợp. Tổ trưởng tổ 1 nhanh chóng chạy đến đứng đối diện và cách người chỉ huy một cánh tay. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt đứng bên trái và cách tổ trưởng tổ 1 một khuỷu tay. Các thành viên của từng tổ lần lượt tập trung theo thứ tự từ thấp đến cao sau tổ trưởng của tổ mình. Và để giúp các em chúng ta hình dung được cách tập hợp hàng dọc, cô mời các em cùng xem video clip sau đây. Người chỉ huy đưa tay phải ra trước. Tổ trưởng tổ 1 đứng đối diện. Cách chỉ huy một cánh tay. Tổ trưởng tổ 2, tổ 3, tổ 4 lần lượt đứng bên trái tổ trưởng tổ 1. Các thành viên tập hợp sau tổ trưởng của mình từ thấp đến cao. Các em vừa xem xong video clip và bây giờ là đến phần tập luyện của cá nhân các em. Các em hãy dừng video lại và tập luyện động tác của người chỉ huy các em nhé. Ôn lại cách giống hàng dọc. Khẩu lệnh giống hàng dọc. Nhìn trước, thẳng. Động tác dứt khẩu động lệnh thẳng, tổ trưởng tổ 1 chúng ta sẽ đứng ngay ngắn, tay phải đưa lên cao, mắt nhìn thẳng về trước, và các thành viên của tổ 1 chúng ta sẽ đưa tay trái ra trước, và các em lưu ý tay trái chúng ta lòng bàn tay sắp, đặt đầu ngón tay chạm vào vai bạn phía trước để đảm bảo cự ly, đồng thời nhìn vào gáy bạn phía trước để giống hàng cho thẳng. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt chúng ta sẽ chống tay phải vào hông và di chuyển sao cho khuỷu tay vừa chạm vào người đứng bên phải, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng. Các thành viên tổ 2, 3, 4 nhìn các tổ viên của tổ 1 để giống hàng ngang và nhìn vào gáy người đứng phía trước để giống hàng dọc. Các em không cần đưa tay ra trước giống như các tổ viên của tổ 1. Và để giúp các em chúng ta hình dung được cách giống hàng dọc, sau đây cô mời các em cùng nhau theo dõi video clip sau. Giống hàng dọc. Tổ trưởng tổ 1 giơ tay phải lên cao. Các bạn phía sau đưa tay trái chạm vào vai bạn đứng trước. Các tổ trưởng tổ 2, tổ 3, tổ 4 đưa tay phải chống hông và di chuyển sao cho khuỷu tay chạm vào bạn đứng bên phải, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng. Động tác tất cả trở về tư thế đứng nghiêm. Các em vừa xem xong video clip và bây giờ là đến phần tập luyện của cá nhân các em. Các em hãy dừng video lại và tập luyện động tác của người chỉ huy các em nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu xong cách giống hàng dọc và bây giờ cô mời các em sẽ cùng cô tìm hiểu điểm số hàng dọc. Khẩu lệnh điểm số hàng dọc. Từ 1 đến hết điểm số. Sau khi dứt động lệnh điểm số, tổ trưởng của từng tổ quay mặt sang trái ra sau và hô to số của mình, rồi quay về tư thế ban đầu. Những học sinh tiếp theo sẽ lần lượt điểm số theo thứ tự cho đến hết. Riêng em cuối cùng, chúng ta không quay mặt ra sau mà đứng nghiêm và hô to số của mình, sau đó hô hết
Để giúp các em chúng ta hình dung lại các điểm số hàng dòng, cô mời các em cùng theo dõi video clip sau đây. Điểm số hàng dọc. Các bạn lần lượt quay mặt sang trái, ra sau và hô to số của mình rồi trở về tư thế ban đầu. Riêng bạn cuối hàng không quay mặt mà chỉ hô to số của mình, sau đó hô hết. Các em vừa xem xong video clip và bây giờ là đến phần tập luyện của cá nhân các em. Các em hãy dừng video lại và tập luyện động tác của người chỉ huy các em nhé. Động tác dàn hàng, khẩu lệnh. Bạn A làm chuẩn cách một sải tay dàn hàng. Động tác sau khẩu lệnh, bạn A làm chuẩn sẽ hô có, rồi giơ tay phải lên cao, sau đó buông tay xuống. Tùy vị trí đứng mà đưa một hoặc hai tay dang ngang để dàn hàng. Các bạn còn lại đưa hai tay dang ngang và di chuyển để tay mình chạm tay bạn bên cạnh. Các em lưu ý, mũi tay mình sẽ chạm với mũi tay của bạn và hai tay chúng ta dang ngang phải ngang vai. Đồng thời, chúng ta phải chỉnh hàng ngang cho thẳng. Khi người chỉ huy quan sát các bạn dàn hàng xong thì người chỉ huy sẽ hô khẩu lệnh thôi. Sau đó các em sẽ thực hiện động tác, đó là tất cả sẽ hạ tay xuống và trở về tư thế đứng nghiêm. Sau đây, để giúp các em hình dung được động tác dàn hàng, cô mời các em sẽ cùng xem video clip sau đây. Dàn hàng ngang. Khi nghe khẩu lệnh, bạn A làm chuẩn cách một sải tay dàn hàng. Lúc này, người được gọi tên làm chuẩn đưa tay phải lên cao và hô có. Sau đó, người làm chuẩn để tay xuống và đứng yên tại chỗ, đưa hai tay dang ngang. Các bạn khác còn lại lần lượt đưa hai tay dang ngang và di chuyển sang hai bên, đứng cách nhau một sải tay. Lưu ý, khi di chuyển, các đầu ngón tay của hai bạn đứng kế bên khẽ chạm vào nhau là được, không gác tay hoặc nắm tay với nhau. Khi nghe khẩu lệnh, thôi, tất cả để tay xuống và đứng ở tư thế nghiêm. Các em vừa xem xong video clip và bây giờ là đến phần tập luyện của cá nhân các em. Các em hãy dừng video lại và tập luyện động tác của người chỉ huy các em nhé. Động tác dồn hàng, khẩu lệnh, bạn A làm chuẩn, dồn hàng. Động tác bạn làm chuẩn sẽ hô có, rồi giơ tay phải lên cao. Các bạn còn lại sẽ dồn hàng về đứng theo khoảng cách một khuỷu tay. Sau khi người chỉ huy quan sát thấy tất cả đã về dồn hàng về ngay ngắn thì người chỉ huy sẽ hô khẩu lệnh thôi. Và các em sẽ thực hiện động tác trở về tư thế đứng nghiêm. Để giúp các em hình dung ra được động tác dồn hàng, cô mời các em xem video clip sau đây. Khi nghe khẩu lệnh, bạn A làm chuẩn dồn hàng. Lúc này, bạn được gọi tên sẽ đưa tay phải lên và hô có. Sau đó, bỏ tay xuống đứng ở tư thế nghiêm. Các bạn còn lại quay mặt về hướng người chỉ huy, tay chống hông, mặt quay theo hướng bên nào thì tay bên đấy chống hông.
lần lượt di chuyển theo hướng ngang về phía người làm chuẩn và mỗi bạn đứng cách nhau một khuỷu tay. Khi nghe khẩu lệnh, thôi, tất cả để tay xuống và đứng ở tư thế nghiêm. Các em vừa xem xong video clip và bây giờ là đến phần tập luyện của cá nhân các em. Các em hãy dừng video lại và tập luyện động tác của người chỉ huy các em nhé. Và bây giờ cô mời các em đi vào phần cơ bản, ôn lại động tác đi đều vòng phải, đi đều vòng trái và đứng lại, đi đều vòng bên trái, vòng bên phải và đứng lại, đi đều vòng bên phải, vòng bên trái. Khẩu lệnh: vòng bên phải hoặc bên trái, bước. Động tác: sau động lệnh, bước. Bao giờ cũng rơi vào chân phía bên sẽ vòng của đội hình hàng dọc. Học sinh đang đi ở đội hình một hàng dọc nghe thấy tiếng hô: vòng bên phải hoặc bên trái, bước, thì em ở đầu hàng bước chân phải hoặc chân trái thêm một bước nữa. Sau đó dùng mũi bàn chân vừa bước lên vừa làm động tác đẩy xoay người về phía phải hoặc trái, rồi tiếp tục đi. Các em đi sau đến chỗ vòng cũng thực hiện động tác tương tự như trên cho đến khi hết hàng. Và bây giờ cô mời tất cả các em cùng quan sát cô thực hiện động tác đi đều vòng bên phải, vòng bên trái và đứng lại. Dậm chân, dậm, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, đi đều, bước, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dậm bên phải, bước, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Em vừa quan sát cô thực hiện đi đều vòng bên phải và đi đều vòng bên trái đứng lại. Và bây giờ cô sẽ đứng cùng hướng với các em và các em hãy tập luyện cùng với cô nhé. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn liên hoàn hai động tác đi đều vòng phải và vòng trái lại với nhau. Cô sẽ thực hiện, các em quan sát trước và sau đó cô sẽ đứng cùng hướng với các em và các em thực hiện theo cô nhé. Thank you.
Và bây giờ cô sẽ đứng cùng hướng với các em và các em hãy thực hiện cùng với cô nhé. Bây giờ là đến phần tập luyện của các em. Các em hãy dừng video lại và tập lại động tác nhé. Cô xin chúc mừng tất cả các em đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay. Và trước khi kết thúc tiết học, cô mời tất cả các em sẽ cùng cô thực hiện một số động tác thả lỏng để đưa cơ thể mình về trạng thái như ban đầu, hạn chế đau cơ sau khi chúng ta tập luyện các em nhé. Khi kết thúc tiết học, cô và các em chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một số động tác thả lỏng để đưa cơ thể chúng ta về trạng thái như ban đầu các em nhé. Bước chân sang ngang, hai tay đưa lên cao, lắc đều hai bàn tay, mặt ngửa, hít sâu vào bằng mũi, gập thân sau, đưa hai tay hạ xuống, lắc đều hai bàn tay, thở ra bằng miệng, hít vào, thở ra, hít mạnh vào, thở mạnh ra. Chúng ta thực hiện 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Thôi, rút chân, thở hộc lại. Cô chúc mừng các em đã hoàn thành tốt tiết học ngày hôm nay. Và các em đừng quên ôn luyện các động tác đã học thường xuyên vào buổi sáng sau khi thức dậy để nâng cao sức khỏe và ghi nhớ động tác. Bên cạnh đó, các em cần thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cô chúc các em thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và học tập thật tốt nhé. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.